Hello hello các bạn. Đầu bơm nha. Thùng dầu. Con này mình mua rẻ các bạn. Thực ra mấy cái này bên bãi nó cũng tương đối nhiều nha. Giá cũng rất là tốt. Đầu bơm xịn sò. À, đầu bơm xịn. Đầu bơm xịn. Ở đây mình trưa nay mình sẽ lắp thử nha. Mình xài khớp nối à. Khớp nối mình lắp thử cái con động cơ Bluetooth này nha. Các bạn đón xem con nó chạy được cỡ nào nhé. Chạy ngon thì con này rất là ok luôn. À, bơm. À, lắp vào cái ti nữa. Quá ngon. Con này khá ngon các bạn. Ok, các bạn đón xem tiếp thực tế nó chạy nha.